bạn thấy không? Nó cứ như thế này thôi. Nó sẽ uống được nước bọt của mình và nó, nếu như các bạn chăm cái này, nếu mà các bạn hòa cái cám cò cho gà ăn ấy, cho nó đổ nước vào cho nó tan mục ra, xong rồi các bạn làm một cái xi lanh, xong đó là dẫn vào một cái ống ống mềm thì các bạn có thể là hé hé cái lấy cái móng tay hé cái miệng ra cho chim bơm vào diều. Đấy, nhưng bây giờ nó quen rồi thì nó cứ lúc này bật cầm. Giờ mình cũng nói quan điểm của mình rồi, nên là bạn nuôi từ nhỏ này thì chim nó cứ thân thiện với mình từ bây giờ. Đấy, thì hôm nay hôm trước nó còn nhỏ, mình nuôi có hôm nay là ngày thứ hai, ngày thứ ba gì đấy, nó đã đầy đủ như này rồi, nhanh như là mẹ nó luôn. Thì các bạn nuôi như này thì một số những cái lưu ý là như này. Đây như con này là con mái này, con này là con mái nhá. Một số cái lưu ý là các bạn không được sáng ra, các bạn phải để cho nó bộ nó bay, tại vì để cho nó phát hiện được cái quy luật của nó là cái chân là để bộ và cái cánh là để bay. Nhiều người là cứ úm mãi ở trong cái ấy, là chỉ có hôm nào lạnh quá hoặc là lúc nó đi ngủ thì lúc nó tầm này nó đi ngủ các bạn cho nó bộ, không là nó sẽ bị liệt, nó bị hỏng đôi chân đấy. Đấy, bây giờ nó còn biết tổ của nó ở đâu rồi. Đấy, xuống rồi này, xuống đấy, thấy chưa? Thì như con này là con trống này, con này là con trống đấy, các bạn nhìn thấy chưa? Trống nhìn trong đằng phần trước nó to hơn đầu, ngẩng cao hơn một chút đấy. Nó cũng biết ổ của nó đâu và nó cũng xuống đấy. Đấy, nó quen hơi rồi và các bạn ạ. Thế hôm cách đây 2-3 hôm thì nó còn đỏ hỏn, nhưng bây giờ thì tôi nuôi nó đã như thế này rồi, các bạn thấy không? Thì như cái đà này chỉ khoảng mấy hôm nữa là nó chỗ được thôi, mấy hôm nữa là chỗ được. Thì qua một số những cái clip thì tôi chia bày làm cho con bẫy được một con chim trống, thì con chim mái sẽ cô đơn thì làm thế hối hận, rồi có người cũng gay dứt thì cũng thả chim, thì có người thì bắt chim non thì nuôi, thì có người thì cũng nghe nói đây, nói cho ăn đấy. Đấy, đấy, mình cứ làm như thế này nó sẽ rất là quen mình thôi, nó không dạn mình. Như con này nó non hơn một tí là nó còn không, nó theo mình tuyệt đối. Con này nó hơi khôn hơn một tí đấy, đấy các bạn để ý không? Đấy. Thì tôi đang nói dở là có những bạn dẫn rất là đi bắn rồi đi bẫy là nhiều khi cũng day dứt. Thế thực ra cái đấy thì tôi cũng là người yêu chim cô gái, tôi cũng không thích nói đến cái việc giết mổ hay là bắn chết ở đây. Thế nhưng nghĩ cho cùng thì theo tôi chia sẻ với diễn đàn một chút là cuộc sống thì nó cũng sinh tồn, nếu như mình cứ làm những cái việc nó không dẫm vào cỏ cây, không dẫm vào con kiến thì chắc là cũng là cũng không khó sống. Tại vì thực tế là ngay cả cùng loài với nhau, những con chim chim cu gáy hoặc là những con giống đực thường là khi xâm phạm lãnh thổ là chúng đánh nhau, con gà trọi mình con người không can thiệp vào thì chúng cũng đánh nhau đến chết. Vậy vì chi thì đúng là bẫy mới bắn, thì bẫy mà về nuôi thì cũng còn đỡ, bắn chết thì đúng là cũng hơi buồn. Hoặc là nuôi chim non, thực ra mình nên có một cái suy nghĩ thoáng một chút là mình yêu chúng thì mình mới nuôi chúng. Mà nếu như mình nghĩ ngược lại một chút là nếu để chúng ở ngoài thiên nhiên thì chúng còn phải đi kiếm ăn, chúng phải gặp bão, gặp gió, rồi gặp nhiều những cái vấn đề khác. Nhưng mình quý, mình nuôi thì mình bảo vệ, mình cho ăn. Thế thì có cái gì mà phải nghĩ ngợi về cái chuyện là làm cái việc không phải mình không phải. Tất nhiên là có những người làm những cái việc nó
nó gọi là như kiểu là giết mổ lợn rồi những cái việc đấy về mặt tâm linh người ta nói là cũng cũng ngại đấy. Thế nhưng mà có nhiều người chơi chim cu thì phần lớn là người ta cũng không không thịt, người ta để người ta chơi thôi. Thế thì có một số clip bẫy được rồi lại thả đi. Rồi đi mà đặc biệt là mình không 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 nói đến cái việc bắn hay là giết mổ. Đấy, thỉnh thoảng các bạn cho ra cho nó vận động các bạn ạ. Đấy, cho nó vận động cho nó sưởi nắng. Như lúc này đây là để cho nó biết cái thế giới bên ngoài. Đấy đấy đấy, mẹ nó cho ăn cũng chỉ thế thôi. Như con này là sau là rất thuần này. Đấy, nó mình đưa tay vào nó không có phản ứng gì cả. Đấy. Tay lúc này mình cầm cái gì cái là nó thấy cái màu sắc cái là nó đến ngay này. Cái kiến này, con kiến này chưa nó. Mỗi một lúc mà mình để đói mình huấn luyện thì đấy, thấy chưa các bạn thấy chưa, rõ ràng ở đây nó đang theo người đúng không, nó theo người thì một vài lần nó đến thì mình cho ăn thì nó sẽ theo mình thôi, đến lúc nó biết bay nó bay thẳng đến mình. Rồi xuống đi. Trên đây là một cái clip. Đây là một đôi cùng bố cùng mẹ, một con trống một con mái là rõ rồi. Đây là các bạn nhìn thấy không? Mình cầm cái gì đấy là nó lúc lúc này. Đấy, 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 đấy. Mẹ nó cho ăn như thế này. Đấy, 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 đấy. Lúc sáng sớm ra là các bạn cho nó khởi động cánh một chút, khởi động chân một chút. Đấy, như tầm này là chiều chiều rồi, thì các bạn cho ra chơi một chút xong các bạn cho vào. Đấy. Đấy. Đấy, 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 đấy. Cứ lúc 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 nó đấy. Đây là mình cho nó cuộc sống, cho nó cái sự an nhàn bầu bạn với nó chứ không mình không làm hại nó cái gì cả, các bạn yên tâm là nuôi chim là không có một cái gì, nguy cơ gì để mà ảnh hưởng đến cái vật tâm linh. Hay một số người nói là như nuôi chim là nhốt chim là làm cho không tự do rồi phải tội hay không, thì mình nghĩ là cũng không không phải ấy. Đây là mình mang lại cái tốt đẹp cho nó chứ mình không bắn giết, mình không làm cái gì hại cả. Nếu như là các bạn để ý thì đôi này thì sẽ sau một thời gian nữa tôi sẽ huấn luyện và tôi sẽ thực hiện cái quy trình huấn luyện để cho các bạn hình dung ra này, các bạn tự nuôi cho mình một 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 con chim, một đôi chim chuẩn của mình. Trên đây là một chút chia sẻ của cá nhân tôi. Hy vọng là các bạn có thể thấy bổ ích thì hãy like và đăng ký kênh của chúng tôi và tiếp tục đón nhận những video mới tiếp theo. Một lần nữa xin chúc sức khỏe các bạn, xin cảm ơn và hẹn gặp lại.